Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh YouTube của Tàu Máy Bãi. Nay Tàu Máy Bãi đang thay một cái sợi dây giật thì mới nhớ ra là quay video để hướng dẫn và cho mọi người thay cái dây giật của con Estin 193 này luôn, 193TC này. Đó là 193 tay cụt. Thì cái dây của nó là dây của trợ lực, nó khá là nhỏ và nó bị sờn ngay cái điểm này. Thì nay Toàn đã thay một cái dây khác cho nó. Thì thay dây vào rồi, luồn dây vào rồi nha mọi người. Khi luồn dây vào rồi thì mọi người để ý là bên trong nó có một cái bộ dây cót như thế này, dây thiều này. Thì mọi người lưu ý là đừng để nó bung ra, hoặc khi nó để lỡ mà nó bung ra rồi thì mọi người quấn nó lại nhé. Quấn nó lại. Đó. Sau khi xỏ nó vào trong này thì mọi người luồn vào đây trước. Cũng làm để cho giới thiệu cho mọi người biết bên trong cái bộ giật trợ lực này nó có cái gì luôn. Trong bộ giật trợ lực này thì nó có khoảng tất cả nó có hai lò xo, một lò xo để thu dây về và một lò xo là để búng khi mà cái lò xo này nó khá là lớn, khá là cứng để nó trợ lực cho mình khi mà mình giật căng dây nó tự nó búng cho máy nổ. Mọi người lưu ý nhé, xỏ vào trong này trước này, xong rồi xỏ vào bên cái tay cầm này, rồi thắt đại đây đi nhé, thắt đại đây thì để đây, tại chút xíu nữa mình còn căn cái dây nó dài hay nó ngắn để mình còn biết nhé. Đó. Gắn xong thì mọi người đưa vào đây, đưa cái buli vào bên trong này. Đó. Cho nó ăn khớp, cho nó đúng khớp nhé. Cái G này này, cái G này cho nó khớp vào trong cái mắt này, nó vào trong cái ngàm của cái dây thiều á. Mọi người xoay xoay là nó vào thôi. Đó, sau khi xoay vào thì tiếp tục nó có một cái dây thiều như thế này, dây thiều để trợ lực như thế này. Thì mọi người đặt hai đầu nó giống nhau nha mọi người, thì mọi người đặt đầu nào cũng được. Rồi cho nó xuống. Sau khi cái đó thì nó sẽ có thêm một cái lồng đèn bằng nhựa như thế này. Cái lồng đèn bằng nhựa đặt vào trong. Tiếp đó thì mọi người đặt cái bộ chó này lên. Cái bộ chó này nó cũng sẽ có cái phần này, ngay cái điểm này. Cái điểm này nó sẽ móc vào ngay cái móc này. Mọi người thấy không ạ? Ngay cái móc này. Nói chung là nếu mà mọi người mà đặt chưa trúng thì sẽ không có gắn được cái phe này vào. Rồi, mọi người lưu ý một cái điểm này nữa nhé. Khi mọi người gắn cái chó giật á, thì cái điểm này, cái đầu, mọi người thấy không ạ? Cái đầu này, cái đầu dài dài này, nó sẽ có hai đầu. Hai đầu thì nó sẽ quay sang bên phải nhé. Nó quay theo chiều của con chó. Nó quay theo cái chiều con chó này. Đây là đầu con chó này. Khi giật thì con chó nó tự nó bung ra. Đó. Thì nó sẽ quay theo luôn. Rồi quay, tức là nó như thế này. Đó. Rồi tiếp đến thì mọi người lấy một cái kìm. Mọi người móc cái dây này lên. Móc cái dây lên, cầm ngay cái điểm này, quấn, bắt đầu quấn, 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, 4 vòng, 5 vòng nhé, tạm quấn như thế đó, thả dây ra này, đó, rồi, khi mọi người quấn 5 vòng, xong rồi kiểm tra lại, thả cái dây này ra, thắt cục lại, một cái điểm khác nhé. Để cho nó hết dây luôn. Rồi ok.
Đó, 5 là vòng là vừa. Khi mọi người muốn thử xem cái cót nó có bị cái dây nó có bị dài quá hay không thì mọi người kéo hết ra. Kéo hết ra nhé. Xong rồi mọi người xoay tiếp. Rồi, ok, nó vẫn xoay tự do được. Tức là xoay tới luôn mọi người nhé. Theo cái chiều này này, mọi người kéo cái dây này theo cái chiều này. Xong rồi mọi người xoay tiếp, tiếp tục xoay. Tức là cái dây thiều nó không có bị căng quá. Rồi. Vậy là xong. Nhưng mọi người lưu ý này, nhìn ở bên trong này. Hiện giờ nếu mà để như thế này thì cái sợi dây thiều dây giật này, sợi dây giật nó hơi nhiều, nó hơi dài. Tức là mình nhìn bên trong này thấy nó kênh ra, nó dư ra khỏi cái buli. Thì theo toàn thì đến đây là vừa. Đến đây là vừa, tức là nó ôm trọn trong cái buli này luôn. Thì cái dây nó hơi to, có thể là nếu như mà nó nhảy ra ngoài nó sẽ bị quấn bên trong không giật được. Rồi, toàn thì cắt nên cắt ở đây. Nó hơi dài hơn một chút. Nó không phải dài hơn mà nó to, cái dây này nó to hơn một chút. Thì mình nên cắt ngắn cái độ ngắn hạ. Giảm bớt cái độ ngắn của dây lại. Giảm bớt cái độ dài lại. Để nó không có bị tuột ra ngoài. Cắt đầu này đi. Dây này nó rất là dai nhưng mà. Thôi cái đầu này lại được phải tư này. Rồi, vậy là xong. Rồi, khi mà ráp vào luôn á thì mọi người không đơn giản chỉ là đặt vào như thế này, có thể là nó vào ngay hoặc là nó không, thì mọi người hãy làm thêm một bước này nữa nhé. Khi gắn vào trong cái bộ cái máy thì mọi người hãy kéo cái này ra trước, kéo ra trước rồi đặt vào. Kéo ra trước nhé. Đặt vào. Xong rồi thả vào. Đó. Xong rồi giật nhẹ. Giật cảm thấy nó dính rồi nhé. Đó. Giật cảm thấy nó dính rồi thì đặt ốc vào. Đặt ốc vào. Rồi sau khi đặt ốc vào thì mọi người xoáy nhẹ. Xoáy nhẹ nha. Nhưng mà tại vì nó là ren nhựa nhé. Ren nhựa mọi người xoáy nhẹ thôi. Đừng ép nó xuống. Đừng cố ép nó xuống. Khi mà cố ép nó xuống thì có thể là nó sẽ bị sai cái gai. Và nó tạo thành một cái đường gai mới. Đường ren mới. Vì mọi người thấy là cái ren của nó là ren thô. Ren thô như thế này. Ren của nó là ren thô như thế này. Thì có thể là nó sẽ tạo thành một cái ren mới ở bên trong này và nó dẫn đến là nó bị trờn cái ren ở bên trong cái lốc máy. Nhẹ nhàng nhé. Bạn đúng gai rồi thì không sao. Nhưng mà khi mà cảm thấy nó tự nhiên nó nặng, nặng tay thì mọi người lưu ý lại. Và vặn ở trên này thì mọi người cũng không cần vặn, phải vặn cứng quá nhé. Thì nó bằng nhựa. Cái vỏ nó, ốc nó vặn lên cái lốc nhựa. Nó rất dễ bị tuôn. Rồi, xong rồi thì giật thử nhé. Rồi, ok mọi người. Vậy là đã thực hiện xong một cái bước thay dây giật cho con máy ST này. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo. Đừng quên like và đăng ký kênh giúp Tỏi Bãi nhé.